Xin chào nhà mình tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng kênh Đồ Cổ Cần Thơ. Thì đến với clip ngày hôm nay thì bên Đồ Cổ Cần Thơ em cũng sưu tầm được một vài sản phẩm rất là đẹp để quay lên giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình trong video hôm nay. Xem được đừng tiếc cho em xin một like và đăng ký kênh cả nhà mình nha. Cả nhà mình có thể liên hệ qua em qua số điện thoại ha 0901 008876 nha, hoặc là bên em có số Zalo luôn ha, số Zalo là 0931 nha 5513000. Thì đó là hai số bên em ha. Thì hôm nay giới thiệu cả nhà mình đây là mã số 1 trong ngày hôm nay. Đó, đây là một cặp voi đại cát đại lợi rất là đẹp. Cặp này tổng trọng lượng là khoảng 24 kg, chất liệu vân đồng. Rồi chiều cao của cặp voi đại cát đại lợi này rơi vào khoảng là 35 cm. Bề ngang là tầm khoảng là 10-26 cm, chất liệu vân đồng. Đó, đây cả nhà mình xem ha, một cặp voi đại cát đại lợi, một con nằm trên gãy nhí, một con bên đây là nằm trên một cái hũ tiền rất là to, rất là đẹp đây. Một con bên đây cổng cái hồ lô trường thọ, một con bên đây là cổng nguyên một cái thỏi vàng. Cực kỳ đẹp luôn nha cả nhà mình ha. Đây là mã số 1 trong ngày hôm nay nha. Rồi quay một vòng cho mình xem ha. Đó, đây, quay một vòng cho mình xem đây. Cặp voi này rất là to, rất là đẹp nha. Đây là mặt sau đây ha. Đây là mặt sau của tượng nha, cặp voi đại cát đại lợi. Và cặp này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình một cặp voi như thế này là 8 triệu đồng ha. 8 triệu đồng. Bên em bao luôn phí ship toàn quốc cho mình ha. 8 triệu đồng, bao luôn phí ship toàn quốc. Cả nhà mình có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ với em nha. Qua số điện thoại ha 0931 513000 giúp em ha. Đây là mã số 1 trong ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 2. Rồi mã số 2 trong ngày hôm nay. Mã số 2 hôm nay em còn là một con rồng. Đó, đây là một con rồng ha. Đây một con rồng ha. Một con rồng rất là to, rất là đẹp. Rồi một con rồng này tổng trọng lượng mã số 2. Một con rồng này tổng trọng lượng là khoảng 12 kg, chất liệu vân đồng và chiều dài tổng thể của con rồng này tầm khoảng là 52 cm. Rồi chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 34, chất liệu vân đồng. Và mã số 2 của ngày hôm nay, đây cả nhà cùng xem ha, mã số 2 đó, nguyên một con rồng nha. Mã số 2 nguyên một con rồng, và con rồng này có giá giao lưu cả nhà mình là 5 triệu rưỡi cho một con rồng rất là to, rất là đẹp. Thì mình có nhu cầu sưu tầm thì cũng có thể liên hệ trực tiếp qua Zalo bên em nha, để bên em có thể cung cấp thêm thông tin cho mình ha. Zalo bên em là 0901 nha. 0901008876 hoặc là 0931513000. Thì cả nhà có thể liên hệ qua đó giúp em ha. Đây là mã số 2. Rồi tiếp theo mã số 3. Số 3 trong ngày hôm nay. Mã số 3 là một con rồng. Đó, mã số 3 là một con rồng ha. Đây là một con rồng đang ôm một con rồng đang ôm một cái viên ngọc, tổng trọng lượng là khoảng 8 kg 8. Rồi chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 40 cm. Bề ngang là tầm khoảng là 24, chất liệu bằng đồng. Và một con rồng như thế này, đây cả nhà mình xem ha, và một con rồng như thế này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình đó là 3 triệu rưỡi nha. 3 triệu rưỡi cho một con rồng như thế này. Đây là mã số 3 trong ngày hôm nay. Rồi cả nhà mình có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ qua số Zalo giúp em nha, 0931513000 ha. Đây là mã số 3. Rồi tiếp theo mã số 4. Rồi mã số 4. Mã số 4 bên đây là hôm nay là em giới thiệu với cả nhà mình một tượng mẹ sầu bi, chất liệu vân đồng. Tổng trọng lượng là khoảng 10-11 kg. Và chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 33 cm. Bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 28, chất liệu vân đồng. Mẹ sầu bi rất là to, một những tượng rất là đẹp về công giáo ha. Và tượng mẹ sầu bi của ngày hôm nay thì bên em có giá giao lưu cả nhà mình là 3 triệu 300 ngàn. 3 triệu 300 ngàn cho tượng mẹ sầu bi của ngày hôm nay ha. Đây là mã số 4 có trong video ngày hôm nay. Cả nhà mình có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ qua Zalo với em nha, 0931 ha, 513000. Đây là mã số 4 có trong video hôm nay. Mã số 5 là một đây là một tượng thánh Noel, chất liệu vân đồng. Tượng Chúa Giáng Sinh, chất liệu vân đồng. Đây cả nhà mình xem ha, tượng này rất là đẹp nha. Về tượng này thì tổng trọng lượng là khoảng 8 kg. Tượng này là 8 kg, chất liệu vân đồng. Đây cả nhà mình cùng xem ha, tượng
Noel chất liệu đồng ha, đường chuối Giáng sinh tổng trọng lượng là 8kg, mã số 5. Rồi chiều cao tổng thể, chiều cao tổng thể là khoảng là 29cm, rồi bề ngang tổng thể là 20, chất liệu bằng đồng. Và tượng này có giá giao lưu với cả nhà mình đó, tượng này là bên em là có giá giao lưu với mình là 3 triệu đồng ha, 3 triệu đồng cho tượng, mẫu tượng mã số 5. Rồi mã số 6 hôm nay thì còn là một cái nồi đồng ha, đó một cái nồi đồng nha, một cái nồi đồng ha. Đa số mình thấy nồi nhôm là nhiều nồi đồng ít gặp nha. Nồi này tổng trọng lượng là khoảng gần nồi này tổng trọng lượng là khoảng 2,7 kg đó, 2,7 kg nha anh em ha, 2,7 kg cho cái nồi này nha. Và cái nồi này bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 19cm, rồi chiều cao là 8 ha, chất liệu đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một cái nồi đồng như thế này là 1,7 triệu, anh em bao luôn phí vận chuyển cho mình ha. Thì cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ với em nha. Rồi mã số 6. Rồi mã số 7 trong ngày hôm nay là giới thiệu cả nhà mình một cái chuông Nepal nha. Mã số 7, đây là một cái chuông đồng Nepal, gõ rất là vang, tổng trọng lượng là khoảng 1,2 kg, rất là vang nha. Đó rất là vang, mình quay cũng phát ra tiếng kêu luôn ha. Đó, ở trong này có 5 vị Phật nổi đây cả nhà mình cùng xem ha, 5 vị Phật nổi trong. Đó có 5 vị Phật nổi ha. Và cái chuông này đường kính là tầm khoảng là 18, rồi chiều sâu là 8cm, và có giá giao lưu với cả nhà mình một cái chuông như thế này. Đó, một cái chuông như thế này là 1,5 triệu nha, cho mã số 7. Rồi tiếp theo mã số 8. Mã số 8 hôm nay bên em còn được một con rồng. Đó, một con rồng rất là to ha. Đây là một con rồng hữu tiền. Đây cả nhà cùng xem ha, nguyên một con rồng hữu tiền rất là to. Mình cùng xem ha, tổng trọng lượng là khoảng 12kg. Và chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 45-46cm. Rồi bề ngang là khoảng 26, chất lượng đồng. Và nguyên một con rồng hữu tiền to như thế này. Đây cả nhà cùng xem ha, rất là to nha. Và có giá giao lưu với cả nhà mình là 4,5 triệu cho con rồng hữu tiền mã số 8. Có trong video hôm nay là mã số 8. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em ha, mã số 8. Rồi tiếp theo mã số 9. Mã số 9 trong ngày hôm nay là còn được 2 tượng kim cang hộ pháp. Cho mã số 9 chất lượng đồng ha, mã số 9 kim cang hộ pháp. Thì hai tượng này tổng trọng lượng là khoảng 8,5 kg, chất liệu bằng đồng. Và chiều cao tổng thể là 40cm. Rồi bề ngang là khoảng 20, chất liệu bằng đồng. Và kim cang hộ pháp của ngày hôm nay hai tượng ha. Đây quay một vòng cho mình xem, đây là một bên ha. Và có giá giao lưu với cả nhà mình hai tượng này, bên em có giá giao lưu cả nhà mình là 6,5 triệu, bên em bao luôn phí vận chuyển cho mã số 9 ha. Cả nhà mình có nhu cầu sưu tầm liên hệ qua Zalo với em nha, 0931 513 000, mã số 9. Rồi thứ hai mã số 10. Mã số 10 ngày hôm nay là một con rồng ôm châu. Đó, một con rồng ha, một con rồng ôm châu, chất liệu bằng đồng. Và con này tổng trọng lượng là khoảng 10kg, chất liệu bằng đồng. Và chiều cao tổng thể tầm khoảng là 35, bề ngang là khoảng 23, chất liệu bằng đồng. Và con rồng ôm châu như thế này, bên em có giá giao lưu với cả nhà mình một con rồng ôm châu ha. Đó, đây cả nhà mình xem nha, con rồng ôm châu như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình là 3,8 triệu cho mã số 10. Rồi tiếp theo mã số 11. 11 của ngày hôm nay còn được một con gà trống. Mã số 11 là con gà trống ha, chất liệu bằng đồng. Đây con gà trống ha, chất liệu bằng đồng nha. Con này tổng trọng lượng là khoảng 5,3 kg, chất liệu bằng đồng ha. Đây là mã số 11. Và chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 42. Rồi bề ngang tổng thể là khoảng 26, chất lượng đồng. Và một con như thế này, bên em có giá giao luôn cả nhà mình một con gà trống như thế này ha, là 2,6 triệu nha, 2,6 triệu bao luôn phí vận chuyển cho mình ha. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm liên hệ giúp em ha, mã số 11. Rồi tiếp theo mã số 12. Ngày hôm nay còn được một con hổ. Đó, một con hổ. Mã số 12 là một con hổ rất là to. Để cả nhà mình xem ha, nguyên một con hổ. Trọng lượng là khoảng 10,5 kg.
Đó, con hổ này là khoảng 10,5 kg nha, chất liệu bằng đồng ha. Đó, 10,5 kg chất liệu bằng đồng. Thì chiều dài là khoảng 64 cm, chiều dài là 64, mã số 12, rồi chiều cao là khoảng là 23. Chiều dài là khoảng 64 nha cả nhà ha. Con này nguyên một con hổ rất là to. Đây cả nhà mình xem nha. Đó, trên lưng nha ha. Con này có giá giao luôn cả nhà mình là 3,9 triệu nha. 3,9 triệu bên em bao luôn phí vận chuyển cho mình ha. Đó, mình có nhu cầu sưu tầm con này liên hệ lại giúp em nha. Nguyên một con hổ. Hổ như ý, chất liệu bằng đồng, rất là to. Đây là mã số 12. Rồi 13. 13 hôm nay còn được một con gà mái. Rất là to. Đây con gà mái ha. Có tổng trọng lượng của con gà mái là 3 kg, chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà mình xem con gà mái ha. Con gà mái chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là 3 kg. Đây, cả nhà cùng xem ha, 3 kg nha. Và chiều cao tổng thể của mã số 13 là khoảng 21 cm, bề ngang là khoảng 24. Chất liệu bằng đồng, một cái giá giao luôn cả nhà một con gà mái như thế này. Đó. Là 2 triệu đồng, bên em bao luôn phí vận chuyển. Còn mã số 13, mã số 13 có trong ngày hôm nay nha. Tiếp theo mã số 14. 14 thì tượng mẹ Quan Âm. Đó, hôm nay tượng 14 là tượng mẹ Quan Âm chất liệu bằng đồng. Và tượng này tổng trọng lượng là khoảng 5,2 kg, chất lượng đồng. Và tượng này mã số 14 thì chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 32, bề ngang là có khoảng là 16, chất lượng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình tượng mẹ Quan Âm như thế này. Giá giao lưu với cả nhà mình là mẫu như thế này là 2,2 triệu cho mã số 14 ha. Rồi mã số 15. 15 trong ngày hôm nay bên em còn được một tượng Bát Mã nè. Đó, mã đáo thành công nha, tượng Bát Mã. Rồi tổng trọng lượng là khoảng 4,2 kg. 4,2 kg cho tượng Bát Mã cho mã số 15. Và chiều dài tổng thể tầm khoảng là 31, rồi chiều cao tổng thể là khoảng 27, chất liệu bằng đồng, mã số 15. Có giá giao lưu cả nhà mình 2,4 triệu nha, 2,4 triệu cho mã số 15. Có trong video hôm nay ha, 2,4 triệu cho mã số 15. Rồi tiếp theo mã số 16. 16 ngày hôm nay em còn được cặp bình rất là to. Đó. Số 16. Cặp bình rất là to ha. Và cặp này tổng trọng lượng là khoảng 7 kg, chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà cùng xem ha. Cặp này rất là to nha, chiều cao mã số 16 là khoảng là 38 cm. Rồi bề ngang là 16, chất liệu bằng đồng. Có giá giao lưu cả nhà mình là 3,3 triệu cho cặp bình rất là to khủng của ngày hôm nay ha. Đây là mã số 16. Rồi mã số 17. 17 là em còn được 2 tượng nhà công giáo nha. Mỗi tượng có giá giao luôn mình là 2,2 triệu. Một tượng là Chúa Giang Tay, rồi một tượng kia là Mẹ Bế Chúa, chất liệu bằng đồng. Đây cho anh em xem ha. Mẹ Bế Chúa và Chúa Giang Tay. Chúa Giang Tay chiều cao là khoảng 38 cm. Mẹ Bế Chúa là 40. Rồi Chúa Giang Tay là tầm khoảng là 26. Rồi mẹ là khoảng là 13. Chất lượng đồng. Có giá giao luôn cả nhà mình 2,2 triệu một tượng nha. Đây cũng là mã số cuối cùng trong video hôm nay. Rồi cảm ơn cả nhà mình đã luôn đồng hành ủng hộ đồ cổ Cần Thơ em trong thời gian qua. Thì xem được đừng tiếc em xin một like rồi đăng ký kênh nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo với những sản phẩm đẹp độc và lạ hơn nữa ha. Xin chào và hẹn gặp lại.